Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Diệu Vlog. Hôm nay anh em mình có chuyến trải nghiệm đi cày ruộng. Còn xấu rồi chứ. Để anh Hải, anh Hải mạnh tay ngoài cho. Mấy số rồi. Ngày nay chú bay mấy đám mà chú đuối vậy? Ai con gỡ đâu? Các bạn đi chưa? Lên. Sao mấy đám? Nó thấy quay phim, nó thấy quay phim nó ngại không? Ráng chú. Ôi, 2, 3, lên. Ui. Anh Hải đi, anh Hải trùm quay ghi nè. Chú. Đuôi mẹ ông không biết. Dũng ông không biết quay chứ. Không, chú yên tâm đi. Đi quay gì mẹ đó ông. Anh Hải trùm quay ghi mà cũng không nè. Còn dính dây gì không chú? Rồi bắt dây không? Sao dâu ra nó bỏ đây chú? Cẩn thận nó quay trúng mặt nha. Yeah, ok. Này quay tí nhà này quá mạnh. Ôi. Anh em thấy cái chiếc máy cày đẹp không? Dưới đây cũng làm huyền thoại á. Đây là máy cày. Được không? Để em cẩn thận á. Có anh em nào muốn thử đi một vòng cho biết không? Được không? Ê! Lên luôn! Lên đường với mình! Thấy cua đi được! Quay lại! Tại nhỏ cua con sơ sơ đâu! Ghê! Mà chừng bay ra kia luôn! Mạnh quá! Qua cua! Được! Ôi! Lên đi! Lên đi! Quá! Từ tao ra! Quá! Lên! anh này chịu chờ lắm này. Sửa lại cũng được luôn. Ơi camera ơi, có tao con gì tao gì kìa, bác gì là một lỗ đây chú. Sửa lại cũng được luôn, cái lỗ đây phải ban lại chứ. Nặng quá không anh Trạm ơi? Chú thấy anh Trạm ơi, cái tay nghề nó có thể là chú nấu nghề cho nó được không? Tốt không biết ôm mà cua gớm em. Nếu nói cho cô mà đừng mua nó buổi ăn chạy cho em đó con nha. Đâu có mấy tiếng hay gì nè, làm món tiết canh không cháu ăn. Chạy tốt mà. Chạy được không? Chạy cũng không chơi tốt kèm á. Ê nó không kèm hoài hả? Chạy ông ruộng nào ông cũng vừa được hết á. À. Ruộng cạn, ruộng sâu, ruộng già cỏ, ruộng gì cũng vừa tắt mà. À, hôm nay mấy anh em mình sẵn em chú cũng làm ruộng đây. Anh em mình thấy cái cảnh chú ông bèm ruộng này cũng là một cái thời kỷ niệm nha. Đây em chú gần nhà mình thôi. Chú xài máy bèm này chứ chú không chơi xài máy lớn á. Máy kia máy lớn á. Xài máy càng. Dạ. Bữa nay thì có hai chị cho nó đi lạc á chú. Vì người ta đi lạc ở đâu á nó lạc xuống á. Tao sẵn mình thấy lạc mình bắt luôn nha. Mình cho vô son cho đỡ lạc. Trẹo giờ riêng thôi. Riêng luôn. Ngon. Tướng trẹo nó làm nghề đây được chứ. Ok. Có. Ủa chạy nhanh nè. Ê. Nhanh không? Cố lên! Con luôn! Phải! Quay! Chân! Quay vòng tròn! Đẩy! Quay vòng tròn! Quay cái hố nè! Chân đẩy mạnh xuống! Quay qua cái hố cho nó hết bùng! Quay cho anh tắp qua cái lỗ trũng mà! Cái dưới, cái bèm ở dưới! Anh em mình chỉ làm hai món đơn giản thôi! Sẵn ở đây mình phụ bừa đám ruộng trả lại cho người ta luôn! Tiết canh với cháo không? Hôm nay anh em mình chơi quay đồng luôn! Trời lạnh lạnh lạnh! Trời lạnh lạnh đây sương sương! Tiết canh cháo cho nhanh chú cái này chú bèm mấy hôm nay rồi chú bèm ở đâu nữa không? Nghỉ á? Vậy ở lại thích là nghỉ luôn á? Đúng rồi, mình dân chơi bốc luôn. Thích nghỉ mà sợ gì? Mình làm đủ ngay thích, trong thích thôi. Thích là nghỉ chứ không cần
dựa vô đâu, dựa vô đâu? Rồi, ok. Thôi, mấy anh em mình vô mình chế biến hai món này ra, ngoài ruộng này mình thưởng thức cái không khí, gọi là đây là hương đồng gió nội là đây nha anh em. Thôi mấy anh em vô làm đi. Để em chạy qua đây nó phụ nó bêm nó sửa lại đám ruộng. Đây là đám ruộng của bà cô Sáu Nhị nè. Ủa bà cô Sáu Nhị. Bà bỏ xứ bà đi rồi mà đám ruộng cho ai làm ta? Còn đây là đám ruộng nhà mình. Đây đám ruộng nhà Trạm nha. Hai đám hồi xưa một đám mà chia làm hai ra các bạn ơi. Đấy. Ở quê mình không có gì chứ ngoài là có đất nhiều. Mưa rồi, mưa rồi. Dài mẫu quá. Thôi chú lại làm cái giếng đúng không? Để anh chú xí ông bèm làm sửa lại giùm. Đem móc nồi này à, sau trên móc nồi luôn á, còn nấu truyền thống nha anh em, nấu cháo làm chiếc canh, lấy cái chẹp bữa nay mình lấy cái lườn mà làm chiếc canh với cái bộ lòng, còn thịt thì mình chỉ khúc chấm mắm gừng thôi, cà phê. Bây giờ thịt đã chín rồi nha anh em, rồi bây giờ mình lên con hàng xét đây ha. Mình vớt ra để mình để nguội chẹp xét làm chiếc canh nè, chiếc canh lỏng miền Trung nha anh em. Lựa mấy cái nạc nạc à, làm cái canh. Có cái mề nè tòa. Ờ anh thấy không? Ôi cái lượng vịt chọc bá luôn. Ui, còn chưa chín nha ông Toàn ơi. Ừ mình vớt ra cái, nếu chưa chín mình trồng lại. Xác mình bỏ vô lại. Được. Rồi, mình nghĩ nhiêu nước đó là đủ luôn anh em. Vô lấy cái mấy cái nạc nạc. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy thêm cái đùi nữa. Thêm nước vào đó Dũng ơi. À Toàn ơi. Ok anh. Đây đẹp quá không? Cháo đẹp đó, thiếu nước mà cái mề chín rồi, mề lèo chín rồi á. Ôi cái cây bị sự cố rồi. Đâu có gì đâu, ấm hơn ấm hơn. Ồ ngón chân nó bị chặt. Ồ xuống bùn nó dính ra mình đeo. Ồ ai hay quá, gãy trục luôn. Rồi, xui quá anh em ơi. Chạy dầu không? Chạy dầu không? Chạy dầu, ghế phù rồi. Để đó ấy, để nó chém bắt đầu xuống. Ngồi đây mở, mở thì hàng làm gì. À bây giờ chắc gián đoạn luôn chú. Giờ nghỉ mai mới làm lại được chứ sao giờ. Nhậu, nghỉ sữa. Thôi bây giờ chú nghỉ ngay xuống nhà sàn con ăn chút với đói. Miền Trung mà mình ăn thịt canh lắm rồi mình xắt lấy cái lườn với cái đùi với bộ lèn quá nên mình xắt thịt xắt nhỏ thôi chứ mình không có bèm, tại vì mình ăn quê mình ăn vậy thì mình làm theo cái hình thức vậy thôi. Giả đồ úp, giả đồ nêm đồ cháo húp. Ôi trời xe lạnh trời hào hức đây, tí thêm xíu rượu cho Thanh có luôn cho ấm ấm thịt cho Dũng ơi. Sắc hết được trộn đường nha anh em. Rồi, nồi cháo. Đó, tí cháo. Tí gà. Đâu đây có làng, có làng ăn luôn á. Thì có làng ăn gà nói gì. Hai ngừ. Hai gà. Hai ngừ là hết. Hào quá. Ô, nêm lít. Nóng nóng này chút nó gạn nha. Cái muỗng đâu?
muỗng luôn. Ừ. Thịt bốn cá luôn, bỏ vô cho nem ném ăn cho ngon. Đúng rồi. Thịt đang thịt cổ nè. Nhưng quá nhiều. Nó thật nhẹ nhàng. Tươi máu. Rồi, đây còn dư ít mà để bỏ trái cho nó ngọt anh em à. Nhưng vừa thôi, nhiều quá. Thôi cho nó vô hết luôn. Hết luôn rồi. Chia ra. Chia ra, nó công lộn cộn ít mà. Hết một bài. Trăm tiểu ơi. Trăm tiểu. Xong rồi tới giọt cuối cùng. Hình như ông chú kia cũng lật đặt ông ấy rồi cho gà gà cốt luôn. Cái phá này ơi. Để cho nó nguội á. Nguội quá, nó quậy quá. Quá nét. Tiếc canh lãm thì mình để nước nó nguội cho nên mình mới thay không là tiếc nó chín nó đồng nó đèn đèn tiếc nó bầm. Nếu neo mà ấm là lấy ra ghiệm y xì à. Ồ, nhiêu đây thôi chứ. Máy thổi luôn. Ồ, nồi cháo đã đầy luôn. Để cho nó lên trên đáy một chút không? Thôi, để đảo đi thử cái nồi cháo thử ra sao nha. Lên trên lò một chút đi. Trời ơi. Người gác lên lò đi. Ừ, thằng nào ném vô. Tôi gác lên cho nó ấm ấm tí xíu anh em ơi. Ôi trời, em ốc nào cháo hết bà luôn ai ơi. Trời ơi. Ý xì xì luôn. Quá phê. Đạt thịt luôn. Bà trợ xuống khỏi 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 dùng luôn á. Cho trợ luôn. Bữa nay mình chơi ở đây mấy người hương đồng gió nội chứ. Trợ luôn chú. Bữa nay mình chơi cái món BBQ đứng thịt này. Đứng đây. Hương đồng đứng gió nội ở đây chứ là đâu. Coi cẩn thận luôn. Thiên đường. Cháo ở đây. Thiên đường cháo nha. Thiên cháo nha, tiết canh đứng luôn. Ồ, tiết canh tư ghê nè. Buffet. Ồ, tôi bừng luôn á. Ủa, chú sao nãy liên lẹ ông không được ông Lê Hùng Sơn luôn rồi không, chú hồi nãy bà vợ ông nhắn kêu chú chạy lên sơn hàng để có để mày bèm sớm cho chế tiết cho mấy con chú á bèm ruộng sớm á thất bại chứ không mình vừa làm cái đám ruộng mong biểu mình chỗ đấy đám ruộng mong biểu sao kỳ vậy ta dần xem nào mà hư luôn ông nào cho đành chú đành thủ sửa để mày bèm sớm á bon ghê yeah. Em lấy cái tô em múc một tô bỏ ra tô đặc biệt cho cháu ơi ok để chờ lấy cái giá cứ để chú một cái tiết canh chứ một tô cháo 4 phần thịt 6 phần cháo anh em coi tiết canh này tiết canh để từ mà đánh được hai vì trận đánh khá là tư này màu tư ra bá đạo bá tư này nè cái lượng tiết anh em mình nói chung anh em mình thích ăn tiết canh lãng là một là tiết canh vịt anh em mình chưa đủ trình đánh tiết canh đặc gì đâu anh em mình cho tiết canh lãng theo kiểu truyền thống của mấy anh em mình tiết canh thì anh em mình chưa đủ đúng bài anh em cảm tạ đạo mấy rồi rồi đang rồi, luôn rồi bán cho trái cho ông chú để chú ở tàu tiết canh tiết canh cho cháu luôn không luôn dục cuốn đi để đó thì từ từ làm chú sao đâu có dịp làm mà luôn đá với nước không rồi mai mới làm như này làm cho được cho bác năm rượu nha anh em rất rượu luôn chú làm ly luôn chú để cũng ra chú rồi để đồ xỉn rồi đi bà ruộng để cắt cho chú mấy kè tôi trái với miếng tiết canh canh anh xì luôn rồi đây các thằng đây rượu đây nãy lỡ đâu rượu sáng mình lỡ rượu mà lỡ ông chú ông về cái ông chiều ông về cái không có đầu ông nghe nói ông đừng đem nó bụi nó léo một người mấy người dạo này long thế bắt biết chỗ này em dùng được tiết canh không dũng chắc không ăn được đâu chỗ này mong đâu ăn tiết canh mà kêu ổng ăn cháo này ruột như nồi xài chỗ này em ruột như nồi xài chú hai bữa nữa chúng ơi chú Nam hai bữa nữa qua thiệt đứng đi bà ông Nam chú ấy ông kè mà hư mất rồi chú Nam thấy không đại diện không gãy gãy trồng luôn gãy lắp luôn rồi cái đám rượu có gì mà xui vậy chú Nam ấy là chú đồng không có không ấy không cúng à không cúng ấy là anh làm mình làm cái miệng à làm dây này với anh em làm trái cây ở trái cây ở đi miếng bữa rồi chê rồi mà chú Nam uống đâu mà thấy thơm thơm rồi lúc đầu thôi đây thơm mà nha tao thơm chứ mời người tặng với lẹ mời đây mời ở đây thôi à mời rồi. Chú Tâm à mời tất cả anh em nhiều mời em nha chú Tâm cái này nè làm tiết canh ô chú Tâm dùng đi wow. Ôi trời ơi trời đâu đúng rồi chạy với chỗ này cũng mềm có làm miếng tiết canh này đây là có cái mai khác mai đây phải mài có bật cái mai nữa mai chưa cua mà bác Nam dùng tiết canh này mời em nha
chầm xíu cái thay vậy chứ. Con em cái gì? Em đúng không? Mới mất tìm ít ăn cái canh đẹp không? Rồi bữa đi đâu bắt bác là thấy cái canh là chảy nước giả. Tốt bữa. Mà đây nha. Mà em nha. Bữa đó từ tồi hấu quá. Chế cũng không được, không đảm bảo chắc là không chắc được. Ngon. Bữa em nha. Rồi bữa kêu chú đi 2 phút mà. Không, đã. Con đang chế cái canh đẹp là chế dừa. Đâu đâu. Dừa hết nước là nó đông đông cứng luôn. Mà bữa thử thôi bắt Nam một lần là không được. Ghé một chú Nam đó rồi còn hấu. Chú Nam đánh cái canh đẹp chú sao này. Chú Nam đánh cái canh đẹp chú sao. Nam còn mém á, đánh cho dẻo luôn. Chế mém á. Ừ, đánh. Cái này đầu thường rồi chế mà. Bỏ anh có ăn lên này mà, tôi đỡ anh lên chú bà. Cái canh này nó ngọt nha. Chú Nam dụng chú là bừa vô chú Nam. Bữa nay cái canh lẻo này nó còn cái vị ngọt nha. Còn cái canh đẹp là ít ngọt. Luôn ngon sao má cái bữa hơi liền đúng không? Ừ. Em cũng kỹ không? Thấy cái nước là sao làm được không? Nước cái canh hết được không? Thế nè, nắm là để nó nguội nữa. Ừ. Nắm được là ăn ngọt ấm á, nó ngon. Cái canh ấm à? Con pha nước để nguội mà. Nắm ấm là nó đem đuôi nhau. Đuôi sao? Nó ấm chưa? Ê, đây con làm như chú Nam nè. Coi trái không? Ngon trái không? Ăn trái không? Ờ, cái này nắm quá. Ở nhà cho nó chín chín bớt. Đó là tiết cháo. Không em muốn ăn chi vậy á? Cháo làm á. Cháo làm á. Ngon. Quá đã. Cách mắm này làm đi chú Nam nha. Cái canh này phải làm đi rượu cho nó ấm bụng. Anh em làm không? Nãy rồi làm. Làm đi không? Làm đi cho nó ấm bụng nhưng để nó ruộng lớn mình làm vậy chuẩn bị cái nó lục lại ra chú Nam. À, lục lúa. Hay công vậy? Hết lục rồi. Đầu này con nghĩ qua đầu rồi bác chú Nam. Mưa rồi lục rồi bác Nam. Okay. Mưa 2 ngày 2 đêm rồi. Lục chát luôn. Đi xả đập nữa không? Đập nó đầy rồi bác buộc xả rồi. Đầm rau chút. Đập vô. Đập ra lâu không nó đâu chặn rồi. Phải không? Tem sơn dược anh em mình đi tới đâu là bị sự cố đó. Người ta đang làm ăn có ngon lành tới cũng không có. Giờ mé đang bàn sáng đụng đụng chút kia. Dạ. Dạ luôn. Ghế phụ phụ. Dạ dạ. Cái gì nào hả? Dạ đi hàng cái. Ấy cũng đập chiều như vậy. Soi mình nhạc cũng xếp tóc quà đen như vậy. Đi hàng không biết. Cái cạnh tên cái bánh xì á. Cho mình có quà đen không biết quà nào đen à. Ông nãy ông ngầu lên nó gã cho hai nên. Tôi đâu có gã ngầu đâu mà. Ông vô tôi ngầu mình tôi mà ông bu lên quá mà. Bu cái miếng dán bu cái cục. Làm cháo này như quách như em. Làm cháo xíu quách như em cho đã nè. Ồ quá trời nè. Cháu biết luôn à. Có mày ăn thử cái đùi chị cỏ ấy. Chị cỏ hả? Có cái đùi á. Ăn thử thơm không? Thơm không? Chắc không thơm đâu. Chú Nam thêm không? Nó xài nước qua Mỹ mà. Nè. Mày thấy cái canh này làm cháo không nè? Nó quá ngọt rồi. Thơm không? Thịt nó dai mà thơm á. Thịt dai à? Cái gì dai à? Em ngon chứ không? Thịt gà, gà tơ. Gì dai đó? Để mới ngon. Vì mấy đời chồng rồi? Ba đời chồng, ly dị, má ly dòng chơi, ly dị chồng thứ ba rồi. Năm cười. Vịt già gà tơ không chú Nam? Vịt già cũng ngon không? Thôi nó năng rồi. Hả? Năng rồi, ở giá. Ở giá hả? Mập quá. Con này điểm được ở giá luôn hả? Bỏ ngon, chú Nam dùng mạnh mạnh đi khỏi ăn cơm tấu chú Nam. Cháu ngon ạ. Không phải đâu, vô hết từ xinh xinh. Đã rồi, có một tôm sao lên này, vừa làm sao lên này. Nè, vậy bây giờ chú no về luôn hả chưa? Về tới nơi mà hỏi dọn cơm ăn kêu không ớ nó không ăn nữa. Mà tướng lên ruộng bị là sao làm mệt dữ. Làm mệt quá. Ông mình thôi mình dặn với anh em. Ừ, tối về chú đừng ăn cơm. Đám bác này mai mới làm được chứ dặn. Cháo vô. Ngon. Bốc mất cơm. Cháo còn hơn. Bốc à. Chấm chuyện không nhất mà. Câu không câu. Mà câu ấy. Ngon. Để thời lạng lạng phao câu chứ. Mấy đâu có bỏ phao câu vô này vậy? Có. Đó đó đó. Phao câu làm cái canh nào. Đó, à, toàn chắc nó móc vô rồi. Không. Chứ nào. Tao khỏi bao cao cũng được. Khỏi bao cao không? Có gì vậy? Nó cổ. Đây cho Vũ miếng xương nó gẹm vô đỏ. Vũ nó ăn đậu đó, cho nó ăn mấy đây. Đó, anh hai. Tao làm miếng cháo với anh. Anh em nha, tao làm miếng cháo. Không, chị phải ra tè đi. Xí. Ê, chị chi đi. Dạ, chị cỏ chú Nam. Chị mới ra. Ơ trời ơi. Chị Nam cỏ chú Nam ơi. Cháo nó ngọt lật rồi trời ơi. Cháo cũng ngọt. Con cỏ mà con bầu.
một con trên cổ, một con trên đầu. Tí mấy vô đây là y xì luôn. Đến đây ăn là lạ rồi. Còn tên giá cây sinh nó là tên siêu. Siêu. Đồng ở đồng đen kia nó còn nước quá sao anh chưa bẹp chỗ này. Đồng đen kia mà chưa làm. Chưa đi nữa đây, nó làm đây nó khô nó nước này. Ô ngọt. Sao đợt đây làm cơm cháo cho. Quá hả? Ăn cháo. Một cái chú bánh đó rồi nó đã. Thì ngoài phải không? Để uống nước luôn lên. Ăn no. Lâu lâu ăn ở ngoài ruộng ngoài đồng này có lấy nè. Phong cách này cũng đúng mà đồng gió thích ăn đầu nhỏ, không? Nhỏ mà. Ăn giảm đi luôn nè. Ba bữa. Biết gió thích ăn đầu rồi. Chúng em hầu giờ có bao giờ chúng em nhậu trên đồng kiểu này chưa? Nhớ nhậu không tục. Nhậu liên tục. Bây giờ ít cơm. Đó, hồi xưa đấy. Mày ôm là. Cô chú Bình á, cô chú Bình chuyên gia ông lên ruộng, ông trang ruộng là ông cầm theo nước thì mình uống thôi. Bình, chỗ nó là ra ruộng nha, ruộng bơ đó. Mấy thả dịch nha. Mấy dạ, con, mấy làm mấy đập. Mấy trong dịch nha, mấy trong dịch nha. Ông chỉ có mấy thả dịch á. Đắp đắp. Nướng. Chắc lửa nướng tại đập luôn. Xem bạch xem bạch xem. Ngon ngon lắm. Ngọt. Đấy là dịch của mấy người thả mình bắt. Có, dịch mấy chàng chị luôn, cũng muốn làm là biết là. Bị bảo chỗ em. Ấy là bác xem mình nói Nga Bảo hả? Bác đem làm nước, làm nước. Ấy chủ nhà. Đây là có chủ việc nhậu với mình luôn. Vô nhậu mình đúng rồi. Ngon quá phê luôn. Có lấy cho em. Chào rồi. Ăn cái chảo luôn này. Tay nha anh em. Về khỏi cột nước. Mình nhậu rồi đồng lắm. Đúng em còn. Mình làm chí quá hay gì chúng ta. Chúng em còn làm miếng miếng trái. Làm miếng trái không? Làm miếng trái canh đi. Chúng em làm miếng canh đi. Không. Mày múc cái nước không à? Quả sao không múc cháo chung không? Nửa chén nước không? Nước không à? Đừng có bỏ ra tao đang ăn được đâu. Chú em đang yếu à. Đây anh em. Ủa đã quá mày. Chú em làm đây nữa nha. Nhậu lại nhá. Nhậu nhậu ăn giỡn là nó ngon nè, chứ nhậu về bản. Đứa nhậu về bản là không có ngon. Nhậu về khỏi ăn lầy. Do cái ruộng nó lầy rồi. Cho nên không ăn lầy. Mà lầy tí là về là biết liền. Quá đã luôn. Đứng nhà ghe bùng bùng chân mát. Uống rượu nén cái nước ở dưới nó trung hòa làm cơ thể mình nó sao em nó nén mạt quá cái hốc bùng ập mạt rửa tám bùng luôn còn miếng cháo nữa đây có hộp cháo nhậu rượu đúng bà vỗ miếng xương xương vỗ ghẹ mày cháo nó ngọt má nhận ra ít thông thôi nhiều quá chở ngập chìm xuống luôn chìm xuống còn đau không sử dụng thì tới cái chủ hầm dưới này dưỡng chứ con chị nó dài dài ăn thì nó thơm nè đúng rồi một cháo này nếu cái nước hình như nó cháo hình hút rượu tuyệt chiêu luôn tuyệt chiêu hút rượu rồi hút rượu là mê luôn nè bác làm mạnh lên em dài đó dài mới ngon thơm gì chờ gì đá dài cỏ bao rồi đắt không là tròn chó này hay mấy này cái bao bị đem về hả bao bị đem về nè cái bao bị cho về chứ đắt cái dừa sao chú không đẹp nó tên cụ Riền mà chú đẹp cụ Tỏi chú đẹp tên gì Tỏi cụ Tỏi Tỏi đó là đâu hợp với Tỏi đâu ta chó Riền chó sao đó tên tôm tên chó đẹp chó đẹp tên Tỏi ai chứ mắc trộm à cái tôm á tôm à tên tôm cày mà không có tôm bên không ngon nhưng cũng đỡ đùi gì ta đâu chú Nam mà có bên thì chó không chú Nam ăn có thịt chó con được con không cái món thịt chuột nó mắm là mềm như vậy. Thịt chuột nha, thịt chuột nó phải mềm nha. Ừ. Có đâu. Để thịt xéo cái chuột về cho em. Nấu dừa, nước ở đầu nó mềm nó tao này, trạng này, thằng Bình này, thằng Bình Lùi này, Bình Tiện này. Thằng Mỹ này. Cho từ bữa hôm kia mà không có nhậu. Không nhậu dưới ra mà nó không mềm. Bỏ lại mất gà biết không đâu. Tao để nguyên cái bị tao để tủ lạnh. Hôm qua họ mới đem ra ngon mà ăn bữa đấy mới ngon chú ra bỏ qua tủ lạnh mất mà. Chuột nó mới mềm chứ chú tưởng thì xếp mà. Mà có chuyện không? Chỉ là chuyện nè. Đấy là mấy con chuột nó có giặt xỉn anh nào không? Ừ, đã đại rồi. Cái đầu mới dai. Kinh luôn. Nó dai cũng giò, con cũng giò. Dai nó ngon. Chỉ hả? Con gì làm xuyên nha thì được không? Đúng không? Nhậu đây coi như là bữa cuối cùng của anh em mình nhậu với ruộng này đâu, anh em xem mình mới nhậu với ruộng này nữa. Nhậu đây người ta gọi là nhậu lầy nè, nhậu lầy là nhậu lầy. Đây là ruộng lầy. Núi đây núi
À. Em chữa là bé lên đây cũng ớt là bé quý. À, quý à. Quý là núi bên gặp nước tao này, thằng đang trạng này với thằng đẹp cũng hoang dã lắm à. Tức là đời đái này. Ấy là cái mía này nếu bừa là có 10 phút. À có đó đúng không? Cái mía cây nó dài từ đây kia mà đi mía này mình dài mà đường cho mấy mà chạy qua là cái trao hết đi tắt. Ruộng mình cũng dễ làm mà. Vô đây bên nhiễu anh em ơi, hôm nay thì nói chung là anh em mình cũng quay cảnh đây mình đúng là hương đồng gió nội cảnh đồng quê nè, đúng cảnh đồng quê nè các bạn ơi. Ruộng này lúng lúng như ngầu chứ đứng cái ruộng này không dơ mà đứng nó chân nó mát lắm. Bình thường người ta tắm bùn này tắm được không? Được chứ. Không có tắm bùn này em tắm đâu. Sao không tắm được? Thôi mấy anh em mình cũng xin tạm dừng clip tại đây nha. Cảm ơn em rất nhiều đã quý ủng hộ anh em Sưng Lực Chủ Lốc. Tiếc quá ông chú không bị sửa tới bèm tới cái đâm ruộng phía trên kia mình cho nó bị ghẻ mất cái láp, ông phải đi sửa nuôi thè tùm lum không ấy được. Anh em cũng để hở ông tụt cháo nếu không biết được, không biết được. Rồi chào anh em nha. Rồi.